Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mặt tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bất ngờ sư cô Đồng Nai lên tới luôn à cô chú anh chị ơi. Sư cô kìa. Cũng đi, con đi công chuyện đấy, tại vì con đang có gì gấp. Biết rồi, nhưng mà sẵn cô nói luôn, sẵn đi bữa nay cúng chú Vũ Linh rồi đi ra cúng thầy Minh Thiện. Dạ, dạ. Cô chuẩn bị đồ hết rồi, rồi con đi đi ha. Dạ, con chào cô. Con nắm ôm cho cô. Cô khỏe hả cô? Bữa nay cô thắp nhang cho cậu xong rồi cô xuống cô cúng thắp nhang cho sư luôn hả? Sư Minh Thiện. Dạ. Dẫn đường đi nha. Dạ. Để chút xíu mà sư hốc nhang cho cậu xong đi, con dắt sư xuống dưới. Con dắt đó, đúng rồi đó. Dắt sư xuống dưới cho sư hấp nhang cho sư Minh Thiện. Đúng rồi. Cô cúng thầy Minh Thiện xong cô đi về luôn. Dạ. Giờ đi ở đây trước. Con chào cô. Chào con. Cô bữa nay là cũng bánh mì hả cô ha? Bánh mì cúc vàng có. Cô nói là cô cúng cho cậu xong là cô xuống thầy sư Minh Thiện. Nè con, cái này là đem ra bằng thờ Hương Linh Vũ Linh nha. Dạ. Còn đây bây giờ sổng băm. Để đem hai cái bưởi lên hả? Để sư đem hai cái bưởi lên thôi, mình tỉnh hai cái dưa xuống đi. Họ bỏ đi, đừng có lụm. Hỏi sư cúng cái gì? Bánh mì hả? Có sen nữa kìa, để bên bông nữa, chị để cái bàn bự cho sư đi. Hai chị cắt hai cái dưa đi. Cô được đi theo cái hội từ thiện mổ mắt miễn phí. Yeah. Nhưng mà làm thủ tục giấy tờ mình nghèo, mình một mình mới được. Rồi đó là đi ở cái chỗ mổ mắt, ở chỗ Bằng Cờ, đường Nguyễn Thịnh Thiện Thực á, mà phải 50 người trở lên mới đi. Bao xe đi là mình chỉ hùng tiền mình trả tiền xe thôi, còn cái mổ mắt này là miễn phí 100%. Yeah. Thôi làm thủ tục rồi nhưng chưa đi, tự vì xe chưa đủ người. Một nó biểu nó nói có thẻ bảo hiểm y tế thì 8 triệu, nói thế là giật mình liền. Hên quá, về cái là
hên ghê không? Dạ. Khiến hội từ thiện là ngay được ngay cái phong trào hội từ thiện mổ mắt miễn phí là nhân phải bao xe ở đó đi về trên đó hơn hết, xa hơn chợ Sài Gòn nữa đó, là mình 50 người nhưng mà mình hùn tiền cả thành xe đó. Thôi bông đó là cô gắm ở đây hết ha, cô có để ở dưới kia không cô? Bông, đây. Bông trắng này đeo lên thầy Minh Thiện nha. Dạ, cô đeo cầm. Bông đó tiễn. Bông đó tiễn. Dạ, bông tiễn. Bông tiễn. Thầy Minh Thiện là ưu tiên. Dạ, thầy Minh Thiện ưu tiên. Thầy Minh Thiện là thượng hạ, còn Hân Linh Vũ Linh là hạng nhất. Dạ. Mà này, thượng hạng nhất, nhất gì cũng phải đi tới đây trước. Dạ. Phải đi tới đây trước. Thượng hạng cuộc đời của thầy Minh Thiện rất là thanh thản hơn mà đám ma ở trong có quỹ phim á. Trước thì thầy trối trước thì là nếu thầy có mất sớm có cái càng đóng yêu cầu gia đình không được để ra không, lỗ tai nó có nhiều chóp chóp thầy thấy bóng thăng tan là thầy quý miếng thầy không siêu thoát được. Cái thứ hai nữa là chấp điếu không miễn chấp điếu không nhận trái cây nha, chỉ nhận bông với nhang cho nó trên nhà thầy hoa trắng đầy không nữa kìa không nữa để mình đưa lên luôn nhà luôn rồi. À, đem lên làm thầy để cái để ta nuôi đó. Dạ vậy cái bàn thờ của chú cũng còn chỗ trống đó, anh để này lên là vừa đó, đó để còn một góc kìa khỏi con bây giờ con có để cái này nè còn chú con mình đem ra mẫu phụ ở chú thầy cho tiền để đưa con thầy cặp con cặp hai lần không để đi cái cô ra còn kia cô cũng hay đi lên thì bên thì em mà rồi cô thắp nhang cho cậu xong rồi cô xuống mẫu sư thầy Minh Thiện ha cô chú anh chị. Đây 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 bông nè cầm bưng lên đi cầu lên đi cầu. Bữa nay là tôi lên cái tay có đi khám bệnh luôn không biết năm mới đi rồi con đi bữa đó đó bữa đó mới phát hiện này mình để dưới nhà hàng con đến trên nha con biến lên trên đó sắp xếp chờ sao để con đi qua bệnh này là để đâu Tam đừng có qua đó nha chiều là nó nở hết á. Dạ vô ngồi ghế trong mát đi chị vô ngồi ghế cho người trai cái này còn cái bên này nữa cho qua đi mấy anh ơi mà đỡ tôi thấy con để này ở bên kia mà để bên con rồng mà để dạ mình để đi kinh để đi con hồi mình để đi kinh rồng à xin mình túc trước đi con giờ thấy gặp đang đúng không cái này mới để nhiều phút con xe mà vậy nha phải để cái bệnh vô trong nắm giùm anh Khoa. Rồi vậy. Con không biết. Ảnh ai đi công chuyện hay gì á cô? Rồi, mà quay cái bông cho nó ngay ra hoài kìa. Cái nơ đó, thật cái nơ chi mà để xéo xẹo vậy? Nó chân bông sen nó chân 2 tuần đó con. Có bông này chân 2 tuần, có chân nó tỉnh ra nó khô le. Vậy? Sao không ta chân được? Thôi vậy là yếu hơn Di Minh rồi. Trời ơi. Cô. Bây giờ tới chiều là nó nở hết rồi. Bông sen nó mau nở.
Né, né cho cô. Cô chụp bác sĩ nó rồi, cặp mắt cô có vấn đề rồi nha. Dạ. Chứ không phải tại đi đứng mất thăng bằng tại cặp mắt. Dạ. Rồi, cô vô cô tâm sự với cậu cái. Dạ, giờ cô đi xuống thầy Minh Thiện ha cô chú anh chị. Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog.